Học sinh của chúng ta lùi ra phía sau, lùi ra phía đúng hàng biển lớp của chúng ta. Muốn đi máy bay phải lùi đúng vị trí. Xin mời các cơ trưởng chúng ta hãy chuẩn bị ra sân đi ạ. Đề nghị tất cả các khán giả chúng ta ra phía sau, không ra được phía sân khấu, chúng ta không tuyệt đối được lên sân khấu. Xin mời các học sinh chúng ta hãy về biển lớp của mình để chuẩn bị xem các cơ trưởng bay lên không trung trong buổi chiều ngày hôm nay. Sẵn sàng chưa? Vẫn có một số cơ trưởng lớp 8B. 8B đâu ạ? Vô số những con long quang đang ở trên sân khấu. Vẫn chỉ có hai lớp 8, lớp 8B và 8B. Còn các cơ trưởng đâu ạ? Một số phi công nữa đâu rồi? Mình nhìn các cháu chúng ta không lên sân khấu. Sân khấu tuyệt đối chúng ta không được lên. Xin thông báo cho các học sinh lớp 7C khẩn trương về trại. Xin nhắc lại, xin thông báo cho các học sinh lớp 7C khẩn trương di chuyển về trại. Hôm nay một số phi công của chúng ta không đủ sức khỏe đã phải tự nguyện về chỗ rồi.